Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, chào anh em nhá. Hôm nay mình sẽ tiếp tục vã 249k tương đương với cả 68 cơ duyên thiên địa để chơi luôn thế này đi, bởi vì nhiệm vụ của mình sắp hoàn thành rồi. Chơi luôn anh em ơi. Đây mình có 136 cơ duyên thiên địa. Ui xời. Ui, để mình làm nốt mấy cái nhiệm vụ bên này nhá. Khiêu chiến này một lần nào. À, easy. Để x3 lên nào. Hôm nay vẫn làm DPK các kiểu hôm qua thế, thành ra là vẫn đang để tốc độ x2 anh em ạ. Múc luôn. Ôi ông lực ca này lực vãi cả trưởng luôn anh em ơi. Cái tên nó lên tất cả, trầu lắm. Còn nhiệm vụ gì nữa nào? Ô, được luôn rồi này. À, chưa được. Tăng cấp linh thú 3 lần à? Cái này cũng dễ này, triệu hồi linh thú 1 lần. Cái dưới tăng cấp vật cưỡi thì hơi khó nha anh em. Triệu hồi linh thú 1 lần thì triệu hồi con này luôn. Linh thú tăng cấp 1, 2, 3, 4 và 5 luôn. Ok, nhận thưởng luôn anh em ơi. Ui giời, được quá nhỉ, xem full chưa? Ôi 600 luôn này anh em này. Được. Nhận luôn. Wow, ngon lành cái đào anh em ơi, 400 mình ngựa linh thạch. Mình đang chuẩn bị dần chuyển sang chơi em kỳ lân anh em nhé. Ôi, chính ra anh em chẳng để ý chứ em kỳ lân của mình hơi bị phê đấy. Có hai dòng cường hóa linh thú, một tím một lam. Bây giờ mình chỉ reset ra đúng một dòng cường hóa linh thú cam thôi là hơi bị chất chơi người rơi luôn anh em ạ. Đây cái này cũng ngon này, đá ngũ sắc tương đương với lại là 3 tuần. Ồ, cái này đúng 3 tuần đấy. 249k. Tiếp theo linh thú ngẫu nhiên này, hai cái linh thú ngẫu nhiên. À cái này là tinh quái. Ok, 50 tịnh bình thủy. Rồi, 1200 tiên ngọc và có 200 đào. 200 đào, chặt thử xem nào. Ở đây anh em hỏi là đến tập này thì cài đặt auto như thế nào? Tập này thôi, anh em đừng có chọn mấy cái thuộc tính ở đây nữa, mà anh em chỉ để là dừng khi yêu lực trang bị tăng là được. Bởi vì mình đã có 3 phân thân mà. 1, 2 và 3. Đây, thì cứ cái nào mà lực chiến tăng hơn mà nó thuộc 3 cái mình chơi ấy thì mình cho vào thôi, ấn tự động luôn anh em. Đấy, easy nha. 50/595. Cố lên nào. Giờ là 4 tiếng rồi. 4 tiếng còn 1 ngày 21 giờ nữa thì mình sẽ có thể lên được tiên thụ cấp 15 anh em ơi. Anh em đón chờ. Hóng phết nhỉ. Lên tiên thụ cấp 15 là một cái gì đấy cực kỳ khác bọt anh em ạ. Chợ. Để xem thế nào. Hôm nay là mua được mấy trăm bình. 100 bình. 100 bình là giả được 10 tiếng. Có khi nào là mua luôn không nhỉ? Thì đâu đó là ngày mai ngày mốt là mình có thể là mua thêm lần đấy nữa. Nhưng mà hơi tốn tin ngọc đấy anh em ạ. Thôi. Thôi anh em ạ. Thế thôi. Cứ phải bình tĩnh. Đấy. Dục tốc bất đạt anh em nhé. Để mình xem nào. Chinh chiến chư thiên. Cái này thì cũng hơi căng này. Ôi trời ơi, hôm qua quên mất chưa chơi cái này rồi anh em ơi. Không biết là hạng bao nhiêu là 2,76. Bạn này chơi cái gì đây? Bạn này chơi né 307% luôn rồi. Thế thì cũng hơi căng. Toàn phết anh em ơi. Thế túi càn khôn trước đã. Mở mấy kia xem được cái gì không đã anh em nhá. Đây. Tinh quái. Xem được em gì đây. Em gì đây. Tiểu lông nữ đây. Tiểu. Ôi, cái gì này. Tí chết anh em ạ. Ấn vào thay cái thứ có phải là vỡ mồm cho sồm không. Rồi luôn. Dung. Ui. Tinh quái tím mới đầu anh em ơi. Đây. Ứng long đi, ứng long đi. Trời ơi, toàn gia phẩm tím thôi anh em ạ, như hạch vậy. Cú thế nhà. Còn thiếu đâu đó là 80. Cái đá ngũ sắc nữa thì mình có thể lên vật cưỡi bậc 6. Lên bậc 6 cái là anh em biết liền. Căng thẳng liền. Kháng hơi bị chất chơi mình rơi luôn anh em ơi. Nhiệm vụ xem nào. Phước lành đây. Ngày mai thì mình có thể là có thêm 70 đào nữa. Chỉ với 25k đó. Gói này thì nó lại không có nhà anh em nhà. Mình đang cần thì đá ngũ sắc 80 đá nữa. Trích thử cái gói siêu hời thì xem. Tự chọn. Tự chọn. Ui dồi ôi. Này được có 10 cái đá ngũ sắc thôi anh em ơi. À, mình còn lại là bao nhiêu nhỉ? 136 mà trừ đi 68. Thì đâu đó là còn 80 mấy ạ. À đâu 70 mấy chứ. À đâu 68 chứ. Quên. 68 thì nhân lên 68 à? 18 mà nhân với lại 4. À 424. 44. Ờ 64 này thì được có 40 rồi. Thế thì cũng không được anh em ạ. Ổn đấy nhỉ? Ai, cũng hơi khoai anh em ơi. Thế thì cũng ảo ma Canada phết để lên được bậc vật cưỡi bậc 6 thì cũng cả một quá trình nữa anh em ạ.
Khó phết nhở. Đâu để mình xem tinh quái nãy mình nhận được là em gì đây. Vu Giao. À em này cũng lên được level 10. Tức là mình có thể lên được bậc skill thứ 3. Mỗi lần kích hoạt liên kích gây một lần sát thương bằng 21% công. Ô, check thử bên Dương Thần của mình xem là đang chuẩn bị tinh quái như thế nào để đỉnh boss đấy. Ba em này rồi. Nghe nào, cho Vu Giao vào thì nó không hợp lắm anh em ạ. Ôi, lại chuyển sang bên nguyên thể đi. Để xếp lại đội hình trong phần PK chứ không lỡ đâu để liên kích bạo kích những anh em múc cho vài cái là hẹo ngay anh em ạ. Để mình tính toán lại ở cái cây này xem nào. Ở đây là có 544 này. Tức là một ngày 21 giờ nữa đúng không? Đấy, trong cái gói siêu hời này của mình thì cái gói tự chọn. Gói tự chọn thì hai cái đầu này mình hoàn toàn là có thể lựa chọn được 35 cái tịnh bình thủy. Đấy. Thì sang ngày mai mình có thể mua thêm hai gói này nữa. Tương đương là 36 cái cơ duyên thiên địa là mình sẽ có 140 bình. Hai ngày nhá. 140 bình thì ở đây sẽ chỉ còn lại là 400 bình nữa thôi. 400 bình mà ở trong chợ này là mình sẽ mua được thêm 100 nữa. Là còn 300 bình, ngày mai nữa là còn 200 bình. Tức là mình sẽ có thể giảm được 340 bình. Ái chà, thế chỉ còn lại là 200 bình nữa thôi. 200 bình thì mình tính lên xem là còn bao nhiêu tiếng ở đây nữa nhá. 200 mà nhân với cả 5 phút một bình là 1000 phút à? 1000 phút mà chia cho 60 tương đương với cả 100 chia cho 6, 100 chia cho 6 là 1. 40 chia cho 6 bằng 6, 16 tiếng à? À, cũng được. Thế thì trong lúc chờ đợi các thứ ra mới kiểu ui, hợp lý này, thế là giảm được kha khá này anh em này, chỉ còn là 16 tiếng mà. Được đấy chứ. Thế thì mình sẽ đầu tư vào đây một tí anh em nhá. Quên. Đây. Vào cái gói tùy chọn này trước đi. Đấy, mình sẽ vã luôn cái này nha anh em. Không cần phải nhắc lại. Ok. 49 nữa. Ok này. Ai, háo hức lên cây 15 quá. Phải làm liều thôi anh em ạ. Rồi. Trong phần chợ này của mình là có thể mua thêm 100 cái nữa. Ok luôn này. Đầu tư all in hết vào cây nha. Còn đào thì mình không phải lo. Mặc dù anh em có thể nhìn thấy mình có 70 đào thôi. Nhưng mà kiểu gì mình chả ngày mai mình auto chuột được 1000 đào nữa này. Cộng thêm với cả là nếu như mà lên được cây thứ 15 là 3150 đào nữa rồi. Thế lo gì nữa đúng không anh em. Vẫn có hơn 3 ca đào để xả, 4 ca đào chứ, để có thể xả thêm hơn ca đào trong phần khiêu chiến yêu vương thì nữa là 5 ca đào để xả cây 15. Đấy. Thế lại có video cho anh em liền 170 rồi. Rồi luôn. Đơn giản. Ngày mai có 70 thêm 100 nữa. Cũng 170 nữa. Ok ok nha. Thế thì chắc chắn là ngày mai mình sẽ có cái video là xả 5000 đào ở cây thứ 15. Wow. Được của nó anh em nha. Rồi, thế trong lúc chờ đợi mình vẫn còn 6 cái vé khiêu chiến đấu pháp thì mình sẽ đi đánh thử từng bạn một xem tình hình anh em build đến đâu rồi nha. 2.55 ức Luzi này. Xem ăn được Luzi không? Để tốc độ x2 ra. Uầy. Chết choáng à? À, cay anh em ơi. Choáng kìa, cú chưa? Như anh em có thể nhìn thấy đó chính là kết hợp giữa sơn giã tinh và quả thần thông kim quang hộ thể thì mình đã hồi cả một khúc máu siêu to khổng lồ anh em nhé. Rồi, mình quên mất đấy. Đáng lẽ ra là nếu như phần trăm máu của mình mà cao lên ấy, thuộc tính chi tiết này, mình bị giảm hết rồi, do là mình trang bị của mình cùi quá anh em ơi. Còn 272% thôi. Thế cho nên là mình bắt buộc phải cho em sơn giã tinh vào chứ. Nếu không mình để em thủy quan đại đế vào thì nó còn hồi máu khủng khiếp luôn. Sói xám 2.36 ức này. Chơi luôn. Rồi, mình né được. Vẫn né được nha. Ai chả cũng đau đấy. Nhưng mà gặp em sơn giã tinh của mình là tắt điện ngay. Lại hồi đầy cái máu rồi. Ok. Ê, mình vứt em đại bằng vương mà anh em thấy có khổ không? Nếu như né của mình mà đủ ấy, mình bỏ em đại bằng vương ra, cho ngay em thủy quan đại đế vào. Hoặc là nếu như mà anh em cảm thấy mỏng quá thì có thể là cho em tiểu long nữ vào. Là nó ngon liền. Sida này. Wow. Sida tăng lên chiến nhanh ấy nhở. 2.83 ức. Wow, được cái chưa? Nhanh ấy chưa? Lại còn chơi choáng nữa mới ghê chứ. Khắc né đấy. Ui xài, mày quá. Tí nữa thì hẹo. Ok, hồi liền. Hồi máu liền. Ai chả đau nha. Ủa, bạn này tiếc nhở.
Nếu như bạn Sida này mà có con chú tước này mà build mạnh lên rồi ấy, mà làm pet chính ấy, thì nó mới gọi là khỏe. Và bạn đấy là đang build đúng hướng rồi đấy. Nếu khi nào mà có một chú tước đấy mà khủng khiếp lên, build vào trong đội hình chính thì quá là ngon luôn. Là chơi choáng là mình thấy bắt đầu là hợp lý này. Choáng khác với cả né đây, vật cưỡi kháng né là ok luôn. Nhưng mà tiếc cho bạn đấy là chưa có được em chú tước xịn sò thôi. Một xịt. Anh em thấy ấy, hôm qua thì mình có làm cái video liên quan đến chỉ số nhạy bén. Thì nếu như mà mình đi đánh đấm này này, những bạn vừa rồi là nhạy bén thấp hơn mình ấy, thì mình đánh đấm thấy rất là dễ luôn. Nhưng những bạn nào mà lực chiến ngang tầm nhạy bén cao hơn mình mà cũng chơi ứng long luôn là coi như là mình cúp đấy. À, bạn ấy cũng chơi né này, nhưng mà yêu lực thấp hơn mình nhiều, 0.6 ức cơ mà. Nhưng mà hai ông đánh nhau không trúng luôn, chủ yếu phụ thuộc nhiều vào phần linh thú. Không có kim quang hộ thể, nhưng mà kim quang hộ thể của bạn đấy thì kiểu không có cường hóa trị liệu thì phải, thì cho nên là hồi được ít máu lắm. Kỳ lân được đánh một phát nha, hợp lý chưa. Tiếp tục là Sida này. Bạn này có em hoàng đế đấy, anh em thấy không? Anh em cứ bảo là em hoàng đế này tỷ lệ chán lắm, nhưng anh em nhìn thì thấy đấy, vào phát là đôi khi là choáng mình một cái là quá là thốn luôn. Bạn này đánh cho mình gần hẹo ấy thầy, mất một lần hồi sinh rồi đấy. Đấy, chẳng qua là bạn ấy không có cái giải thi pháp, hoặc là có em gì ta, phù tang thôi, chứ nếu bạn ấy có cái giải thi pháp thì chưa chắc mình đã ăn được cái như. Ok, thì đơn giản như vậy thôi. Ngày hôm nay thì mình cũng chơi hòm hòm như vậy để chờ cây tiên thụ 15 nhé. Thì khi ngày mai lên được tiên thụ 15 rồi, chắc chắn là mình sẽ có một cái video để xả cho anh em xem là tiên thụ 15 nó sẽ có những trang bị xịn xò như thế nào nhé. Hy vọng là sẽ cho mình một vài những trang bị 3 sao, 4 sao, 5 sao, 10 sao, nhiều sao vào, chứ còn đây toàn 1 sao 2 sao, chán quá anh em ạ.